Người Canada có thể sẽ nhận được tiền từ một vụ kiện tập thể của Hoa Kỳ chống lại Facebook. Một vụ kiện tập thể chống lại Facebook đang hứa hẹn một khoản thanh toán trị giá 725 triệu đô la Mỹ và một số người Canada có thể đủ điều kiện để nhận một phần khoản thanh toán. Nếu là người dùng Facebook từ năm 2007 đến năm 2022, bạn có thể yêu cầu một phần trong thỏa thuận dàn xếp đạt được giữa công ty mẹ của Facebook là Meta và các nguyên đơn trong vụ kiện đang chờ xử lý. Một vụ kiện tập thể đã được đệ trình thay mặt cho người dùng Facebook cáo buộc rằng công ty đã chia sẻ dữ liệu người dùng với hoặc cung cấp dữ liệu đó cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của người dùng. Facebook đã bác bỏ những tuyên bố này và tòa án đã không đứng về phía bên nào. Thay vào đó, cả hai bên đã đồng ý dàn xếp để tránh các chi phí và rủi ro của phiên tòa và để những người yêu cầu đủ điều kiện có thể nhận được các khoản thanh toán. Thỏa thuận dàn xếp áp dụng cho tất cả người dùng Facebook ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 5 năm 2007 đến ngày 22 tháng 12 năm 2022 với một số trường hợp ngoại lệ. Nếu được tòa án chấp nhận, Meta sẽ thành lập một quỹ dàn xếp trị giá 725 triệu đô la Mỹ. Quỹ này sẽ được sử dụng để chi trả cho các yêu cầu bồi thường của các cá nhân liên quan đến vụ kiện cũng như các khoản như chi phí và chi phí luật sư. Mặc dù dàn xếp áp dụng cho những người dùng Facebook ở Hoa Kỳ nhưng cũng áp dụng cho một số người Canada. Điều này có nghĩa là những người Canada đang sống ở Hoa Kỳ và là người dùng Facebook trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 5 năm 2007 đến ngày 22 tháng 12 năm 2022 có thể đủ điều kiện để nhận khoản thanh toán từ vụ kiện này. Nếu điều này áp dụng cho bạn và bạn muốn gửi yêu cầu bồi thường, bạn có thể làm như vậy bằng cách điền vào biểu mẫu yêu cầu trực tuyến hoặc bằng cách in và gửi qua đường bưu điện cho người quản lý dàn xếp ở Philadelphia. Yêu cầu phải được gửi trước ngày 25 tháng 8 năm 2023 hoặc trước 11 giờ tối vào ngày đó nếu bạn điền trực tuyến. Tuy nhiên nếu bạn muốn chọn không tham gia thỏa thuận dàn xếp, hạn chót để thực hiện việc này là ngày 26 tháng 7 năm 2023. Việc chọn không tham gia có nghĩa là bạn sẽ không nhận được khoản thanh toán hoặc bất kỳ lợi ích nào từ thỏa thuận dàn xếp, nhưng điều này sẽ cho phép một cá nhân khởi kiện riêng. Nếu bạn đang tự hỏi mình có thể nhận được bao nhiêu thì khoản thay toán do Facebook chi trả cho mỗi người sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố. Số lượng yêu cầu hợp lệ được gửi sẽ ảnh hưởng đến số tiền mà mỗi người nhận được. Ngày thanh toán thỏa thuận của Facebook chưa được xác nhận, nhưng các khoản thanh toán sẽ được phân phối càng sớm càng tốt sau khi thỏa thuận được phê duyệt. Phiên điều trần dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 9 năm 2023 và sau khi mọi khiếu nại có thể được giải quyết